Trước mặt là Green Diamond. Green Diamond sẽ gặp đội bên kia là đội gì anh ấy nhỉ? Can đội Captain Croatia. Mới hôm qua mới dính ba đòn thôi. Số đang là 1-0 luôn mọi người ạ. Tên tiếng Anh rất là khó đọc với anh em ạ. Điểm số Croatia. Croatia Ronaldo. Anh ơi, Hiệu vào sân rồi đây anh ơi. Hiệu vào sân rồi đây. Hiệu đang oánh rồi đây anh. Anh em thử xem mình Hiệu Nguyễn thử sức cái môi trường đánh 4-4 này xem có được không. Chia sẻ đội hình đặt sân của Kim Diamond ở trận đấu này gồm có chúng ai? Gồm có Hiệu Nguyễn, Duy Phạm và Thanh Đông. Một hay của Thái Sang. Và chỉ lý chưa có điểm trong đó. Cú em. Cước cò của cú em rất uy lực. Điểm cho em đang zoom lên rồi mọi người cho em tí. Em đang zoom lên rồi. 2-0. Zoom gần tí nữa nha anh em ơi. Làm tí gần gần đấy đi. Em vào xem like mình chia sẻ với quý vị ơi. Em sợ em zoom gần quá. Cú em rồi, chuyển hai là Lý Quốc. Và phong tỏa sang từ của Tuấn Mạnh. Điểm cho Tuấn Mạnh 3-2. Hello mọi người, anh em đang xem livestream mình chia sẻ cho chị Jim cái nào. Rotation đánh ra ngoài của nhà đất Tuấn Mạnh cho nên là mình đặt luôn là Tuấn Mạnh cho dễ bình luận anh em ở tiếng Anh mèm phản động vô cùng. Bóng đi ra ngoài. Ngoài của cu em nhưng còn chưa chạm tay. Điểm cho Vim Diamond 3-0. 3-0 rồi anh em ạ. Lòng vẫn như thế Lòng ạ, Lòng cái khỏe lắm, không sợ đâu. Pha bóng là Dũng Lai, thành bại thì tại Dũng Lai. Một là đẹp rồi, đây là Thái San bỏ nhỏ. Nhưng mà tiếp tục là bỏ nhỏ. Tiếp tục của em rồi, điểm cho Tuấn Mạnh 4-3. Em ngày xưa hồi nhỏ dùng nhiều sữa quá đâm ra lại hơn mất mấy phân. Em thấp đi khoảng độ 3 phân nữa thôi là em cũng ngồi ngoài. Anh không biết em ơi. Sau đó thì Tuấn Mạnh khát bóng lỗi, điểm rồi cho Green Diamond 4-0. Anh em vào xem like một chia sẻ đi anh em ơi. 4-0 rồi anh em ơi. Cả đều là hoàn toàn miễn phí đâu. Cổ vũ động viên tinh thần cho cầu thủ Ekip đâu. Chắn bóng của Hiệu Nguyên này thì thực sự là rất buồn và rất là ít năng lượng. Hình ảnh vậy là cân chưa anh em ơi, cho xem là xin hình ảnh xem là như thế đã cân chưa. Mình nghe quảng cáo của anh Huy là cậu Thành Đông đánh như cường cá cũng đúng thật, đường bóng bay điên, tài rất nhanh anh em ạ. Thử nghiệm từng người một. Hai anh em đang thử nghiệm à? Máy phát Dung Lai đang thử nghiệm xem là ai bắt được mùa tốt. Một quá tốt của cô em. Đây là Thái San. Đào diễn cùng với là Thái San. Điểm cho Tuấn Mạnh 6-5. Đồ cực kỳ tuyệt vời của Thái San và các đồng đội. Thái San của Thái San cũng là chiến ngay từ 73 ra đến quê hương 38 rồi anh em ạ. Đang lên chặng 6 con trai cực kỳ tuyệt vời của mình. Cậu em Thái San luôn luôn là những cầu thủ có cái đường hay của sang thứ. Điểm cho Kim Diamond 6-0. Điểm số là 6-0 rồi mọi người ạ. Chia sẻ đi anh em ơi. Anh em có lấy đổi điểm số trên này không? Xem mà không like kìa. Nắng to quá. Sao đúng vậy rồi. Nắng Hà Tĩnh mà mọi người. Nắng Hà Tĩnh, nắng Nghệ An thì đương nhiên là sẽ là to rồi. Một cái bấm tay cho đội bạn cổ vũ động viên tinh thần nào. Kim Diamond ngoài dàn vận viên ở trong sân thì còn rất nhiều. Còn Huy Con, còn Hiệu Nguyễn, còn Lý Quốc nhưng mà ở trận đấu này thì Dung Lai thật bóng và Lý Quốc đang chuyền hai thì còn chưa vào sân. Trận đấu rất dày nên là thoải mái thay nhau anh đó em. Cú em và sút bóng quá kinh khủng của cú em được qua bạn ơi. 7-6 được qua mình ơi, quá uy lực luôn quý vị. Cú em, cú em ở Long Quảng Bình lúc nào cũng có một cái gì đấy nhàn, thứ nhất là nhàn, thứ hai là hiệu quả. Mình cảm giác được đó là Thanh Đông. Nhảy của Thanh Đông.
đường bóng siêu bài siêu ngắn. Rất trai con anh em ạ. Chiếc bật quá tuyệt vời của các chàng trai. Giải này chỉ cho các vận động viên dưới 1m8 thôi anh em ơi. Người trên 1m8 thì chúng ta không được phép tham gia giải đấu này. Thái San. Bóng ra ngoài. Và cái bóng sân của Thái San, người mắc lỗi là Dũng Nhỏ, à xin lỗi là Dũng Hải. Đúng rồi bạn ơi. Tuấn Mạnh 87. Ok, mọi người thấy hay thì chia sẻ cho Khoan Hiệp một lượt chia sẻ nha. Đang tự chỉ 1m79 thôi anh em ạ. 79,5 thôi. Bước 1 được sang thứ. 1m8 là được đánh. 1m8. Tiếp tục là Thanh Đồng. Hay quá. Thanh Đồng. 8 đều. Và đánh 26 và 1-12 quý vị. Chào anh trai Nguyễn Trần TV, chào anh em bóng chuyền Sài Gòn nhá. Dạ anh ơi, đầu bên kia là anh mê bóng chuyền, còn em ngồi đang ngồi cạnh với anh Bèng mọi người ạ. Anh em mà có xem YouTube thì lên BCT bóng chuyền nhá. Một tỉnh táo của Phú Em. Sau đó là tình huống cứu bóng hay của Tuấn Mạnh. 98 thì vẫn chưa giải vượt lên. Mọi người cứ gõ bóng chuyền BCT là sẽ ra nhá, nếu mà có xem YouTube. Còn xem Facebook thì ở lại live stream của Văn Hiệp. À, đánh hay quá, đúng rồi. Nói chung là với em thì đi live stream cứ trận nào hay thì em mới quay. Xấu xấu tí cũng được. À, như vậy là thêm một câu trả lời hay của Giang Tư. 9 đều. Mình đang đánh giá là khả năng bạn Long mình. Trận đấu tử thần đấy anh em ạ. Trận đấu này toàn 4 tấm anh vào trong một bảng thôi. Dạ có anh ơi, hiệu hiệu đội này luôn anh ạ. Hiệu cũng đánh. Anh ơi đánh mỗi sáng, đánh mỗi hôm nay thôi anh ơi. Sáng mai em hiệu có mặt Hà Nội rồi. Thành bại tại Dũng Lai nhưng mà thằng cu em nó buốt luôn. À chỉ đi quá đây của Thái San, chẳng tài không những đẹp trai mà còn đánh bóng hay. 19 ảo thật đấy. Dũng Lai phát bóng mà thằng cu em nó dám búng không ạ? Phát bóng của cu em là làm giải không bao giờ lấy đội chủ nhà. Anh em làm giải là không bao giờ lấy đồ chủ nhà anh em nhé, để đảm bảo cho đường chéo của quen bóng đi ra ngoài. Và như vậy là thêm một tình huống đổi điểm cho Kim Diamond. 10 đều. Điểm số là 10 đều rồi. Dạ vâng, anh ơi tối em với Hiệu về luôn, chắc là 9 giờ anh ạ, 9 giờ đêm thì sáng sau về đến nơi. Thành bại là tại Dũng Lai, làm đi anh ơi. Quả bóng đầu tiên. Nhưng bước 1 các anh em mình kia quá chất. Đây là bên 2. Đưa lưới rồi. Điểm công Kim Diamond 11-10. Và như vậy là vượt lên. Cuối này được cuối nào, sát sườn vào. Lần đầu tiên ở thời điểm cuối thì Kim đã vượt lên rồi anh em ạ. Dạ đây là giải bóng chuyền 44 của chị Mỹ Anh tổ chức để gây quỹ từ thiện nhá mọi người. Những điểm cuối, những điểm số có nguyên. Thủ hay của Sang Thứ, Sang Thứ làm sao? Tốt rồi anh ơi. Không thể chiến thắng được Thái San. Quá quê, không được. Cho cướp bóng thoải mái. Có Sang Thứ. Không được rồi, Sang Thứ. Đường đi rồi. Không được. Nó đang trở nên vô cùng sôi động, Sang Thứ ơi. Cầu thủ quá tốt. Đẹp Tuấn Mạnh thi đấu quá là đồng đều anh em ạ. Tiếp tục là Dũng Lai. Thành bại. Sau đó là tình huống cướp bóng tuyệt vời của Thái San. 11 đều. Điểm số là 11 đều nha. Thì đấu phải như vậy anh em ơi, và có lửa và nhiệt huyết như vậy. Sân bóng chuyền là của anh chị Nhật Trung anh em ạ. 11 Tôn Thất Thuyết thì phải anh em ạ. Sân bóng quá đẹp luôn đấy. Vừa một của anh Sang. Là Dũng Lai nhát đồng anh ạ. Có còn tỉnh nữa không ạ? 12-11. Thành hai chân cùng một lúc anh em ơi. Quả này man, đúng rồi, Huy còn đang bảo Dũng Lai quả này man. Như vậy là có thì mình xin tham vào của các chàng trai bên chiếc máy rồi. Đây anh ơi, Huy con và các chàng trai của Hit Diamond. Huy Hiệu đang đứng đây, Huy Hiệu đang đứng đây. Đây là bầu và bầu trương anh em nhé. Người vừa vô địch giải Nam Sài Gòn cách đây vài hôm thôi. Ngày lắm mẹ ạ. Giải dưới một dạ vâng. Mét 8 đang nghĩ thế, em chưa quyết định được còn hiệu nữa. Cú em nha, em nó vào chơi cùng căng lên. Xem thế nào chẳng được, kệ thế nào chẳng được. Dạ vâng. Đã hết thời gian tham vào, hai đội chúng ta tiếp tục điểm số 12-11. Thời điểm vẫn thuộc về đoàn quân của bầu trương. Hiệu đánh đội này luôn mọi người ơi, Hiệu cùng đội với lại anh Huy mà.
Nhưng mà anh vẫn là chúng ta. Hiểu Minh Huy chưa thích vào sân, cứ bình tĩnh mọi người ạ. Anh em cho xin một lượt chia sẻ đi nào. Nháp nháp, anh em thử cho mình biết là Hữu Nguyễn có chơi được giải bóng lúa này không? Đó là Thái Sàn. Hay của Thái Sàn, 12 đều. 12 đều. Và bắt được một và có điểm kém thương của Thái Sàn. Ok. Ông cũng đỡ nhiều chứ anh, không sao cả. Em phối kết hợp. Đấy rồi, bóng còn. Cơ hội được trao đến tay của cô em hay là Thái Sàn? Mà đó. Đó là trong sân. Quá tuyệt vời. Điểm cho Kim Diamond 13-12. 13-12. Nếu như cơ hội mà là không làm được thì cứ để người khác làm cho. Thái Sàn đã có cơ hội để cắt điểm. Cắt đầu chọc đi, khả năng là 1m79. Ai được đấy? Trưởng ban tổ chức giải anh em ơi, trưởng ban tổ chức giải nhá, giải này của bầu đấy. Anh cũng đang nghĩ vậy em ạ. Quá tốt. Thái Sàn không qua lưới rồi. Đã có điểm số 14 nhanh cho Kim Diamond. 14-12. Hai điểm số cực kỳ quan trọng nhanh cho Kim. 14-12. Hai đi hai về. Làm sao bây giờ? Hai điểm để cho đỏ kết thúc trận đấu và hai điểm để cho xanh. Sân bằng cách biệt. Sân đất thì đánh chân đất chị em không sao cả. Giải ở Hà Tĩnh nha mọi người ơi. Giải Hà Tĩnh ạ. Đội mục của Sàn. Lần này thì cũng nở của Thái Sàn thôi. Cơ hội. Lại. 15-12. Giải dưới mét 8 thì lại đâu ra quốc gì bạn ơi. Giải này cho những anh em dưới mét 8 thôi ạ. Tới này là dưới mét 5 rồi. Sắp tới Huy con sẽ tổ giải dưới 1m4. Bà bầu này thì vô địch. Kim Diamond tạm dần tuyết mạnh một xét điểm số 16-12. Ừ, quạt mình quay chưa nhỉ? Kiểm tra cái nào cũng không thích.